Còn sau đây sẽ là một thông tin vui đối với những người yêu nhạc. Vào tối ngày 29 tháng 12 tới thì tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội thì sẽ diễn ra đêm nhạc Trên đỉnh Phù Vân, khắc họa chân dung của nhạc sĩ Phó Đức Phương sau 50 năm cống hiến cho nền âm nhạc của Việt Nam. Điều đặc biệt là giọng ca được xem là đã thành công với ca khúc Trên đỉnh Phù Vân lại không được mời tham gia đêm nhạc này, đó là ca sĩ Mỹ Linh, mà thay vào đó sẽ là những ca sĩ lần đầu tiên hát nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương như là Thu Phương và Bằng Kiều. Live show Trên đỉnh Phù Vân được coi là một câu chuyện được viết bằng âm nhạc, thể hiện những gì đặc trưng nhất, chất lọc và phổ quát nhất con đường hoạt động nghệ thuật 50 năm của nhạc sĩ Phó Đức Phương kể từ năm 1966 đến nay. Chương trình được chia thành 3 phần, gồm thuở ban đầu, tiếng gọi bốn phương và trở về bản thể, nguồn cội và tâm linh. Những người yêu nhạc nói chung và những người yêu nhạc Phó Đức Phương sẽ được xem lại, nghe lại tất cả những tác phẩm mà họ đã từng yêu quý, và với một cái tổng thể mà trân trọng nhất, kỹ càng nhất và mới mẻ nhất. Hơn 20 ca khúc nổi bật nhất, cả cũ và mới ở nhiều thể loại sẽ được vang lên trong đêm nhạc qua tiếng hát của các nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, Thanh Lam, Tấn Minh, Năm Dòng Kẻ, Tùng Dương, Thanh Ngoan, Hoàng Quyên, nhóm M4U, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và con gái nhạc sĩ là An Trần. Đặc biệt, Bằng Kiều sẽ thể hiện ca khúc Chảy đi sông ơi và Thu Phương sẽ hát Trên đỉnh Phù Vân. Phải nói là tôi mạnh dạn và thậm chí là có phần hồi hộp nữa. Chưa biết rằng là Bằng Kiều sẽ hát Chảy đi sông ơi ra sao. Họ không biết là Thu Phương sẽ hát Trên đỉnh Phù Vân như thế nào. Nhưng ít nhất chắc chắn là có cái gì khác lạ. Mình lại chưa bao giờ thể hiện cả, chưa bao giờ hát cả. Thì đó chắc chắn sẽ là một cái sự mong chờ của khán giả, một sự chờ đợi. Hay là chính bản thân mình cũng có những cái áp lực rất lớn để làm sao thể hiện thành công nhất, đúng nhất và trọn vẹn nhất những gì mà tác giả đã gửi gắm thông điệp trong những tác phẩm ấy. Âm nhạc của Phó Đức Phương mang một màu sắc đặc trưng, đó chính là các ca khúc được sáng tác dựa trên chất liệu dân gian mà chủ yếu là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Có thể nói, Phó Đức Phương là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng mạnh nhất tới loại hình âm nhạc này ở Việt Nam những năm 60, 70 của thế kỷ 20.